Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Việt Thắng. Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Việt Thắng sinh năm 1961, được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Ông tham gia các vở diễn nổi bật của nhà hát kịch Việt Nam như Đạo Học, Đêm của Bóng Tối, Tai Biến, Bệnh Sĩ, Dư Chấm, Hamlet, Biệt Đội Báo Đen, Ao Anh, Hạnh Phúc, Thế Sự. Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng đã giành nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể. Năm 2015, ông giành huy chương vàng tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vai Trần Tiến trong vở Tai Biến. Cũng trong năm 2015, nam nghệ sĩ đoạt huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ 3 vai Trần Vĩ trong vở Dư Chấn. Năm 2020, nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng tiếp tục giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ 4 năm 2020. Ông vai ông Kình trong vở Người Tốt Nhà Số 5. Năm 2015 thì ông cùng với nhà hát kịch Việt Nam giành huy chương vàng hạng mục vợ diễn tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc hình tượng chiến sĩ công an nhân dân lần thứ 3 và Dư Chấn. Năm 2016, nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng cùng với cơ quan đoạt hai giải A hạng mục vợ diễn sân khấu do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng, vợ Dư Chấn và vợ Kiều. Nghệ sĩ kịch Việt Nam vừa tổ nhà hát kịch Việt Nam vừa tổ chức lễ chia tay nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng khi mà ông về hưu sau 43 năm cống hiến hết mình cho ngành sân khấu kịch nói. Tại buổi lễ, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, chúc mừng nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, cũng như ghi nhận những đóng góp xuất sắc đối với nghề nói chung và nhà hát kịch Việt Nam nói riêng. Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng chính thức đưa ra đề nghị và mong muốn nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng tiếp tục hợp tác với nhà hát kịch Việt Nam trong thời gian tới. Đáp lại tình cảm nhà hát, nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng đã xúc động bày tỏ tình cảm đối với sân khấu nói chung và nhà hát kịch Việt Nam nói riêng. Nếu như bố mẹ tôi là người đã sinh thành ra tôi, ban tặng cho tôi cuộc đời này, nuôi dạy tôi từ thuở ấu thơ, thì nhà hát kịch Việt Nam là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng, đào tạo, chắp cánh, dạy dỗ tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi luôn quan niệm nghỉ hưu nó chỉ là thủ tục thôi, khát vọng chinh phục sân khấu trong suốt chặng đường 43 năm làm nghề của tôi luôn luôn cháy bỏng. Tình yêu của tôi đối với sân khấu, với nhà hát kịch Việt Nam rất lớn và không có điều gì có thể so sánh được, nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng chia sẻ. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.